Lượng Vlog xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình đến khu dân lập này, đang có dèo chuẩn bị đâm các bạn. Chúc các bạn đầu năm lên như dèo các bạn nhá, gặp gió các bạn nhá. Đấy. Nhà con này lắp ghép các bạn. Màu đỏ đen các bạn. Mình quay đằng sau các bạn. Con này 5-6 các bạn. Đấy, cũng có đèn, cũng có đèn các bạn nhé. Đấy, đèn. Đây đèn. À, đèn. Đấy, gió trên đéo ăn thua. Cảm ứng. Có đèn nữa các bạn nhé. Mới mùng 5 Tết nhưng mà thấy có gió cái đã mọi dèo đã đem ra để đâm rồi các bạn. Cháu bé rất thích diều các bạn. Này cầm chạy hết nào. Đó, ok không? Cháu rất thích diều các bạn. Cháu là rách. Đây đây nha. Bảo rồi các bạn ạ. Đây. Vô coi các bạn. Coi nào 5 các bạn nhá. Đấy, thấy chưa? Cái tay nó còn kêu các bạn ạ. Đấy. Các bạn thấy chưa? Chúng làm rất mượt bóng các bạn. Mượt. Bóng luôn các bạn. Cũng lóc ghét các bạn nhé. Cháu có thích gì không? Không, không lại ra đây đứng lại cái thích cầm thế này. Cháu thích sáo không thích gì không? Thích sáo á? Cháu lại thích sáo á. Thế thì lúc nào để chỉ nghe tiếng sáo đây nhỉ? Hôm nay mấy con đã lên rồi kìa các bạn. Mấy con kia này. Mấy con này. Kìa nha. Đấy. Đấy, đầu năm đấy đã đâm diều rồi các bạn ạ. Đấy giờ gió này nó kém các bạn. Gió kém đâm ra là đang phải cho xuống các bạn nhé. Đó kém. Thế hôm mùng 5 Tết ấy mà thấy gió đã đem ra đâm rồi các bạn. Một đống ấy hỏi nhanh xuống xuống nhầm lưng ốm ấy. Nhầm lưng có chỗ. Mà chân này không được. Rồi chạy về trên này này. Chạy về trên này. Chạy về thẳng đường không mà. Đấy đấy qua đây chạy thẳng đường đi. Đấy chạy thẳng đường. Đấy. Đang kéo xuống các bạn nhé. Hôm nay gió nó cũng kém. Hôm nay mùng 5 thấy gió cái cũng đem ra đâm. Nhưng mà đâm ra là thấy gió kém lại kéo xuống. Kéo xuống là bạn mất rồi. Chúc các bạn làm sao cứ lên như diều gặp gió nhé. Thế nhà anh có nhiều diều không anh? Em có được 7 con thôi. Ui, có 7 con đấy. Thích chơi diều các bạn ạ. Kéo ra mùng 5 Tết đã đem ra để kéo dèo, chơi dèo luôn các bạn. Đấy. Con
diều đen đỏ các bạn. Kéo sẽ kéo lên tận tay thật các bạn. Chắc là chiều tối rồi sẽ có gió to. Chiều tối. Đấy. Kéo sẽ về tận tay thật các bạn. Không phải con các bạn. Rất bóng các bạn. Đây đen đây các bạn nhá. Đấy. Sáng nhìn khá nào chắc là D70 nha. Các bạn. Đấy. Rất đẹp nhá. Rất bóng các bạn. Ở đơn các bạn nha này. Này gỗ miệng gỗ sạc cư các bạn. Gỗ sạc cư các bạn nha. Chào em ơi. Thấy gió là đã đem diều ra đâm rồi các bạn ạ. Rồi. Đấy. Gió là phải đâm ngay. Gió là nó phải đông này. Thấy gió mà chưa đông được là nghe người cũng hâm hức rồi. Quá chịu. Các bạn. Đấy. Đấy. Bác này các bạn nha. Xin chào các bạn nhá. Đấy nhà mình đến nhà anh ấy là đầu xuân năm mới nhá. Anh ấy chơi rất nhiều diều các bạn này. Đấy, đủ các loại các bạn. Diều carbon, diều lắp ghép các loại luôn nhá. Diều vải bằng giấy bóng có các bạn này. Đấy. Thế mới là thích chơi diều các bạn ạ. Đấy. Đấy. Đây các bạn này. Diều cờ đỏ sao vàng rất nhiều nhá. Đấy. Nhà 5-6 con diều các bạn, mấy con đấy, thế bảo mấy con này, toàn 6 đơn các bạn nha. Nhìn thấy chưa? Đấy, đầu xuân năm mới nhá, mình đến nhà anh ấy là rất thích chơi diều nhá. Thấy chưa? Nhà rất hoa lan các thứ rất nhiều các bạn này. Nhà thích chơi diều mà hoa lan các thứ rất nhiều. Đấy các bạn nha. Đấy vào nhà thích chơi diều mà hoa lan đầy nhà luôn các bạn. Nhìn công viên nhà rất đẹp như là một công viên luôn các bạn. Đấy. Đấy là thích diều các bạn ạ. Nhà công viên rất đẹp các bạn ạ. Mê luôn các bạn nha. Đầu xuân năm mới các bạn đến chúc gia đình an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Hai cháu là còn đánh cờ ngồi đây. Nhà rất đấy nha, rất đẹp các bạn nha. Cái công viên rất đẹp luôn mà nhà lại yêu thích diều, là nhà 6-7 con diều các bạn ạ. Giờ mình đứng từ ngoài cổng mình quay vào cho các bạn xem. Kìa mấy con diều để góc vườn kia nữa kìa. Ô tô nhá. Rất đẹp luôn các bạn ạ. Mê luôn. Có cây đơn. Cái đơn này mình quay cho các bạn xem. Rất đẹp nha. Cổng công viên cả một nhà đấy các bạn. Rồi xuân năm mới mình
chúc gia đình anh mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Chúc cho các bạn là cũng làm ăn gặp nhiều may mắn nha, nên như diều gặp gió các bạn nha. Càng rất đẹp các bạn nha. Thế mình xin chào các bạn nha. Các bạn hãy nhớ nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình nha. Có gì các bạn bình luận comment ở bên dưới để cho mình ra nhiều video mới. Cảm ơn các bạn nha.